Cô chào tất cả các con. Các con đang xem chương trình hướng dẫn học tập qua truyền hình môn toán lớp 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các con cũng chuẩn bị những dụng cụ học tập cần thiết để học tập tốt nhé. Đầu tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng đến với trò chơi khởi động mang tên Du hành vũ trụ. Trên màn hình là các hành tinh. Mỗi hành tinh mở ra cho chúng ta một kiến thức. Các con hãy theo dõi xem. Đó là những kiến thức gì nhé. Chúng ta cùng đến với hành tinh đầu tiên. Chiếc phao bơi có dạng hình gì? Hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật hay hình tròn? Chắc các con đều trả lời được đúng không? Phao bơi có dạng hình tròn. Cùng khám phá tiếp hành tinh tiếp theo nào. Cánh cửa có dạng hình gì? À, cánh cửa có dạng hình chữ nhật. Để xem hành tinh thứ ba cho chúng ta kiến thức gì nhé. Chiếc đồng hồ có dạng hình gì? Chiếc đồng hồ này có dạng hình vuông đấy các con. Thế còn học quà thì sao? Nó có dạng hình vuông, hình chữ nhật, khối lập phương hay khối hợp chữ nhật? Và hộp quà này có dạng khối hợp chữ nhật đấy. Chúng ta cùng đến với hành tinh cuối cùng nào. Khối Rubik có dạng hình gì? Chính xác là khối Rubik có dạng khối lập phương. Qua cuộc du hành này, chúng ta đã được ôn tập lại kiến thức về các hình phẳng, đó là hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn. Và trong chương trình toán lớp 1, các con đã được làm quen với hai hình khối, đó là khối lập phương và khối hợp chữ nhật. Trong chương trình toán lớp 2 này, cô sẽ giới thiệu với chúng ta hai hình khối nữa, đó là khối trụ và khối cầu. Vậy khối trụ, khối cầu có đặc điểm như thế nào? Cô mời các con cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay, bài 46, khối trụ, khối cầu. Các con hãy mở sách giáo khoa và học cùng cô nào. Cô đặt ra mục tiêu cho bài học ngày hôm nay là các con sẽ nhận dạng được khối trụ, khối cầu trong một nhóm hình hoặc vật bất kỳ. Các con biết liên hệ và tìm được những đồ vật thật có dạng khối trụ, khối cầu ở xung quanh mình. Để đạt được các mục tiêu này, các con sẽ cùng khám phá nhé. Đầu tiên, các con hãy đến với phần tìm hiểu khối trụ qua video sau. Cô đang giới thiệu với các con lon trà. Nắp của lon trà có dạng hình tròn. Đáy của lon trà cũng có dạng hình tròn. Và lon trà này có dạng khối trụ. Quan sát trên màn hình, cô có hai đồ vật, đó là một lon sữa và một khúc gỗ. Con hãy quan sát và cho cô biết lon sữa và khúc gỗ này có đặc điểm như thế nào. À, lon sữa này có nắp hình tròn. Đáy của lon sữa cũng hình tròn. Vậy lon sữa này có dạng khối trụ đấy các con. Thế khúc gỗ có dạng hình khối gì? À, khúc gỗ cũng có dạng khối trụ. Lon sữa và khúc gỗ đều có dạng khối trụ. Các con hãy quan sát, cô có hình ảnh mô phỏng của lon sữa và khúc gỗ. Đây là hình ảnh mô phỏng của lon sữa và đây là hình ảnh mô phỏng của khúc gỗ. Cả bốn đồ vật này đều có dạng khối trụ đấy các con. Con hãy nhắc lại nhé. Khối trụ. Khối trụ. Tiếp theo, cô sẽ giới thiệu thêm một dạng hình khối nữa. Các con hãy theo dõi qua video sau. Các con đang nhìn thấy một quả bóng. Quả bóng này có dạng khối cầu đấy. Trên màn hình, cô có hai đồ vật. Đó là một quả bóng đá và một quả bóng tennis. Các con đã bao giờ chơi bóng đá chưa? Khi đá bóng, quả bóng sẽ lăn tròn đúng không? Cô nói quả bóng có dạng khối cầu. Con hãy quan sát quả bóng tennis xem có dạng hình khối gì. Chính xác là quả bóng tennis có dạng khối cầu đấy các con. Con hãy quan sát mô hình khối cầu trên màn hình nhé. Cả bốn hình này đều được gọi là khối cầu. Con nhắc lại nhé. Khối cầu. Khối cầu. Các con hãy xem tiếp những hình ảnh sau và cho cô biết những vật này có dạng hình khối gì nhé. Đấy là các khối cầu có kích thước to, nhỏ khác nhau đấy các con. Như vậy, cô trò chúng mình vừa nhận dạng được khối trụ và khối cầu. Để giúp các con củng cố lại những kiến thức vừa học, chúng ta hãy cùng đến với phần hoạt động. Đọc yêu cầu cùng cô. Hình nào là khối trụ? Hình nào là khối cầu? Các con quan sát lại bốn hình và lựa chọn bằng cách dùng bút chì khoanh nhẹ nhàng vào chữ đặt trước khối trụ và khối cầu nhé. Theo các con, hình nào là khối cầu? Lựa chọn đúng là hình B. Và khối trụ sẽ là hình D. Cô tin rằng các con đã chọn đúng khối trụ và khối cầu phải không? Các con ơi, trong thực tế thì có nhiều đồ vật có dạng khối cầu và khối trụ lắm. Để xem các con có nhận dạng đúng không nha, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bài tập 2. Câu A. Mỗi vật sau có dạng khối gì? Quan sát trên màn hình, các con thấy ở đây có các đồ vật khác nhau. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ xem đồ vật đó có dạng hình khối gì. Ví dụ, ống tre có dạng khối trụ, chúng ta sẽ nối ống tre với khối trụ. Các đồ vật còn lại có dạng hình khối gì? Các con hãy dùng bút chì nối nhẹ nhàng các vật cho thích hợp nhé. Các con ơi, chiếc ống này có dạng khối trụ, các con hãy nối với khối trụ. Quả địa cầu có dạng khối cầu. Và bóng chuyền có dạng khối cầu. Cuối cùng là ống nhựa có dạng khối trụ. Tiếp theo, các con hãy nêu tên một số đồ vật có dạng khối trụ hoặc khối cầu mà con biết nhé. Sau đây, cô sẽ giới thiệu với các con một số đồ vật có dạng khối trụ và khối cầu mà chúng ta thường gặp ở trong cuộc sống. Đó là một số vật có dạng khối trụ như lon nước ngọt, hộp bút chì màu hay là ly nước, vân vân. Các đồ vật có dạng khối cầu như là quả địa cầu, quả nhãn, quả bóng bàn. Còn rất nhiều đồ vật có dạng khối trụ và khối cầu khác nữa. Con hãy tìm thêm và nói cho bố mẹ, bạn bè mình nghe nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với nội dung bài tập 3 nha. Mời các con cùng quan sát tranh sau. Các con ạ, bạn robot đang lặn xuống biển dọn rác. Hình trong tranh là bối cảnh tưởng tượng, nhìn từ đáy biển lên. Con hãy quan sát tranh và chỉ ra hình có dạng khối trụ, hình có dạng khối cầu nhé. Chúng ta cùng tìm hình có dạng khối cầu trước nào. Con đã tìm được những hình nào? Ở đây có tàu lặn dạng khối cầu, hai đầu râu của robot, hai cầu vai của robot cũng có dạng khối cầu. Còn hình nào nữa không các con? À, còn một khối cầu thật to là mình của robot nè. Như vậy, chúng ta vừa tìm được 6 hình có dạng khối cầu. Bây giờ sẽ là các hình có dạng khối trụ nhé. Đó là đầu của robot, hai cẳng tay và hai cẳng chân của robot. Còn hình nào nữa không các con? À, còn một lon nước cũng có dạng khối trụ đấy. Như vậy, chúng ta cũng vừa chỉ ra được 6 hình có dạng khối trụ. Các con ạ, bạn robot đã làm được một việc rất ý nghĩa, đó là nhặt rác dưới đáy biển để bảo vệ môi trường. Và cô trò chúng ta cũng góp phần bảo vệ môi trường bằng một việc làm nhỏ, đó là bỏ rác đúng nơi quy định nhé các con. Còn bây giờ thì mời các con hãy cùng xem video để biết thêm những ứng dụng của khối trụ và khối cầu ở trong thực tế nhé. Video chúng ta vừa xem là những vật có dạng khối trụ, khối cầu. Ở nhà các con hãy tìm thêm xung quanh mình những vật có dạng khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật, khối lập phương và chia sẻ cùng người thân nhé. Hãy xem trước bài học sau, bài luyện tập chung, sách giáo khoa trang 37-38. Cô chúc các con hoàn thành tốt những nhiệm vụ học tập ở nhà. Chúc các con thật nhiều sức khỏe. Mến chào tạm biệt các con.